Ồ, con này nhìn cá tra. Cá tra bự quá. Trời ơi. Chạy ngay luôn á. Ồ, con cá chẽm bự quá các bạn ơi. Cá này quá bự. Ồ, ồ, cá quá bự. Đây, nó đây, nó đây. Đây nè, hai ba con nữa kìa. Đó anh Vũ. Quá trời cá ngát nữa các bạn ơi. Thôi ổn quá trời cá ngát luôn, ai nó có đâu. Đâu, vậy có lý là làm lẩu mê rồi, thâm thiên luôn. Quá trời cá ngát luôn đây mà. Chào cả nhà quay trở lại với kênh Vlog miền Tây của mình nha. Hôm nay thì nhà bác mình khoan cái ao để bắt tôm bắt cá các bạn. Thì ông anh mình đang đặt cái bơm chìm để bơm nước ra cạn đi bắt ha. Ông anh bắt được cá chẽm mọi người ơi. Bự quá. Rồi, lúc luôn. Nó lầy. Cá này hơn ký. Hơn. Bác mình đang bắt cá mọi người ơi. Muốn ông nghỉ bằng củi luôn. Quay clip. Chạy rồi. Đừng. Con gì bác? Kệ 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 thôi thôi. Cá trê gì á. Cá ngát hả? Bác bắt được con cá ngát bự quá mọi người. Cá ngát bự quá mọi người. Hai con này. Cái ngát này có gai mò cẩn thận nha các bạn. Đúng không bác? Phi phi. Anh mình phát hiện một con cá mọi người ơi. Sảy anh. Chạy ngược nước lên hả? Qua luôn à. Vô hả? Ồ, một con cá ngát nữa. Cỡ đó à, kho lạc lên giống rau sống là ngon rồi hả? Có gai đầy đủ luôn. Ngộ luôn. Mày bỏ ở đây hả gì ta? Sao? Sao chứ? Cá ngát ở trường lên nhiều quá. Có gai, nó già hết chứ ai nói cắt nó không già đâu. Ồ, ồ, con này nhìn cá tra. Cá tra bự quá. Trời ơi, chạy ngay luôn á. Cá tra bự quá mọi người ơi. Anh mình lấy cốt cào để cho có cái đường mương nước chảy nha mọi người. Phía dưới kia cái bơm chìm nó đang chôn ra. Nghe đây nè. Đó. Một con. Đấy. Cái rác này có gai nhất là nhiều mọi người. Tay đâm vô là nhất là nhất. Anh mình chỉ dùng vợt thôi. Ồ, quá giờ. Đường cá cháo bự quá mà nó chết rồi. Anh mình đâm quá. Rồi. Thấy cá nó bự rồi. Vòng vòng nó lát nó cũng dính à. Hồi nãy tính tác rồi đúng không? Ồ, giúp liền à. Ao này không có cua bác. Không. Như nghe nói có thả cua me nhưng mà. Mà thả hai ba đợt rồi chắc không. Chết. Ồ, con cá chẽm bự quá các bạn ơi. Cá này quá bự. Ồ, cá quá bự.
Đây, nó đây, nó đây. Con cá chả bự quá. Gì con? Xuống đây bắt không? À. Quá trời cá chốt luôn các ơi. Nội chừng đưa dâu nó lên. Cá nhát nó chừng đầu các bạn ơi. Bây giờ nó cạn rồi các bạn. Giờ chỉ cần nó chừng đầu là hết thôi. Quá nhiều cá ngát luôn. Cá phi, cá phi. Cá ngát, cá phi, tôm quá trời nữa các bạn ơi. Nổi chừng đầu rồi. Giờ có cá út, cá chốt nữa. Đây, nằm chừng ngày. Rồi. Vô không? Đây nè, chạy đây rồi. Cái giặt kia đâu hay? Cái đầu đâu đi? Đâu hay? Ổ luôn. Nằm chờ anh đó. Đây nè, hai ba con nữa kìa. Đó anh Dũng. Quá trời cá ngát luôn mày. Trời ổn quá trời cá ngát luôn. Ai nói có đâu. Vậy có lý làm lẩu mê rồi. Thanh thiên luôn. Quá trời cá ngát luôn đây mà. Bự không mà chỉ nhỏ ha. Bên... Nằm chờ anh Dũng. Rồi chưa nói gắm đi. Nằm điện tiếp đi. Đó đứng bận luôn. Nhả dàn con anh lúc bây giờ. Vui luôn á. Lội. Anh con anh Dũng. Ê, ê, lộn lộn sao, lộn sao. Quá trời cá chốt các bạn ơi. Ê, nó dùm đi. Đi vòng vòng phát hiện ra ngay chân mình con. Con giữ tung quý vậy? Không phải, anh gầm điện á. Hai con luôn anh vô. Chạy. Chạy đây nè. Cá chốt nào rồi. Quá trời cá luôn. Trời ơi, đây con bự nè. Nằm chờ. Cá chốt quá trời luôn. Ở ngoài đây. Còn hộp. Còn. Trời, cá chốt quá trời luôn. Này nè, cá ngát kìa hết luôn đó luôn. Nó kìa. Đưa mỏ đó. Má mời đạp ngay cái đầu thẳng cái rồi đi không nổi luôn. Đạp cái xúc cây. Ok, một con cá ngát. Quá trời cá phi luôn. Cầm điện đi nó chậm ơi. À, cảm ơn ớt. Đây rồi có cá măng ếch nữa hả? Nè. Nó ngủ nó ngủ luôn rồi đó. Chết rồi, nắng quá. Rồi còn cá chốt nó nằm nè. Quá trời cá chốt, cá phi. Này thì mình bắt cá ngát luôn đi. Mình đi vọng trước rồi chút mình bắt cá chốt rồi sao nữa. Ấy cho nó gầm cái nè. Đây còn con nè, nãy giờ nó chui đậu dưới nè. Chui. Đầu đất trốn mà sao thoát nổi, làm sao thoát nổi, nhìn là thấy ông anh này lội lắc thế nào cũng lúc mà sao nó khó dữ vậy. Ở ngoài ngay đó đó, mò xuống, mò sâu sâu xuống, con cá mới vui đó đó, dính nhí ngay tay ngay đùa gối con nhí á. Ừ rồi xảy rồi. Con đó mà xảy nó là thua luôn á. Dính không? Trời ơi, con tôm bự lắm á. Hên chưa, hên chưa? Bự quá. Trời, thấy cái gì đúng không? Em thui rồi. Em thui.
chém với cái ngát đó cô. Cá chém rồi, bự quá. Lặn đâu giáo rồi. Ồ, quá trời luôn. Gì? Chờ anh giọng oxy để ngày mai đám giỗ nữa các bạn. Dạ, cá chém nè. Ồ, cá chém bự quá. Con này nãy mình bắt luôn. Dạ, dạ, dạ. Bự quá. Chạy quá. Nước chảy quá, thấy là nước tan cạn á. Làm gì vậy nhí? Video của mình hôm nay là tới đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay thì like, share và đăng ký kênh của mình nha. Chào các bạn.